Tôi nói thật, đây là một trong những con quái vật sử dụng khẩu súng M1014 anh em ạ. Hey yo, xin chào anh em, chào mừng tất cả các bạn cùng nhau quay trở lại với Zika Play. Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục tới với những series reaction cũng như xem và chiêm ngưỡng và đánh giá về kỹ năng đến từ một vài người chơi nổi tiếng hoặc cũng có thể là game thủ chuyên nghiệp. Đấy, nói đến đây không biết là anh em đã đoán ra được ai hôm nay phải gọi là hết nước chấm thế nhỉ? Dạ đúng mày đấy ha. Bật mí cho các bạn, đây sẽ là một ông vua highlight của Free Fire ở Việt Nam với sự kết hợp một bộ đồ vừa mới được ra mắt. Ui, nghe đến đây thôi là nhiều bạn đã nghe đã cũng ok đấy chứ. Rồi, đó chính là C4 Gaming. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi xem C4 Gaming sẽ có những màn thể hiện ra sao với bộ trang phục thần ma vừa mới được ra mắt. Và trước khi bước vào video, đừng quên để lại cho ZKC một like, một comment và một đăng ký kênh nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Này, cố giúp tôi lên 2000 like cho cái video này đi. Video trước được có mấy trăm. Ui, buồn quá. Rồi, mong rằng anh em sẽ giúp đỡ cho Zika một chút nha. Ok, không dài dòng gì thêm nữa, hãy cùng nhau bước vào video chính của ngày hôm nay. Thôi nào. Ok anh em, chúng ta hãy cùng nhau tới với video mà gần đây nhất đến từ C4. Highlight C4, thần ma xuất hiện. Ui, nghe cái tên tôi đã tí. Rồi, trước khi bước vào video thì vẫn sẽ như mọi khi, Zika có một câu hỏi để dành tặng cho anh em. Và anh em nào trả lời đúng sẽ có phần thưởng. 5 bạn trả lời nhanh nhất sẽ có phần thưởng là chia đều 5000 KC. Ok chưa? Câu hỏi ngày hôm nay của chúng ta sẽ như sau nhá. Đố các bạn, người chơi thứ 15 xuất hiện ở trong video của C4 đã bị hạ gục bởi khẩu súng gì? Đấy. Các bạn nhớ nhá, người gặp C4 thứ 15 và bị C4 hạ gục bằng vũ khí gì? Đấy, rất dễ thôi, rất đơn giản thôi. Chỉ cần xem suốt những gì mà video này đã trải qua. Và cũng như để lại một like và đăng ký kênh cho Zika nhá. Ok, bây giờ thì get go thôi nào. Chúng ta tới với khu vực nhà máy điện. Chono được bật ra này. 1887 C4 rất nhấp nhà. Cảm thấy kèo này không thơm rồi, bị quay rồi. Lên xe và di chuyển. C4 không mang kỹ năng của Misha, thế nên là con xe này sẽ cháy sớm và C4 sẽ phải xuống sớm thôi. Vẫn sẽ là những combo quen thuộc. Hayato thức tỉnh, kỹ năng của Kelly thức tỉnh, và cả đó là Warp Farm nữa. Hay thế nhở, bắn toàn đầu thôi anh em ơi. Pick đầu là tốt này, đối phương có M82B bắn từ phía đằng sau này. Bắn lỗi đến từ vị trí của C4. Cố gắng để có thể đẩy qua, đẩy lại, đẩy ra, đẩy vào. Ui giời, ui bắn. Trời ơi, một khẩu lục đôi. Ui C4. À, chơi với bác gấu anh em ơi, chơi với bác gấu. C4 chơi với bác gấu. Hay đây. Trời ơi, bác gấu còn phải khen. Bác gấu này sức luôn. Những tình huống cố gắng nhảy jump shot, tuy nhiên thì đối phương vẫn có thể là luồn lách qua. Kỹ năng của Iris đã khiến cho vị trí của C4 bị đánh dấu. Sử dụng giày phản lực anh em ơi. Hay. Phụ với con khỉ. 3 thằng rồi. What? À, đỉnh thật sự anh em ạ, đỉnh thật sự với cái pha jump shot đấy luôn anh em ơi. Rồi bây giờ thì C4 sẽ ghép ngẫu nhiên. Xử lý hơi lỗi, bây giờ bị quay keo rồi. Rồi phá những lớp tường keo đi ra. Lùi hẳn ra phía bên ngoài. Chưa có điểm hạ gục. Đối phương có Santino. Hay. Hay. Ui. Phun đỏ luôn anh em ơi. Sử dụng X-M8 bắn tầm gần mà ác thật. Tuyệt vời. Cần 3 luôn anh em ạ. Đẳng cấp thật sự luôn anh em ơi. Ai ai, vẫn còn người, vẫn còn người. Đáng quá mải mê lút đồ. C4 thiếu chút nữa thôi đã phải nằm xuống. Đối phương lướt Tatsuya vào một tình huống pick đầu tốt. Và bây giờ thì cầm gậy vụt. Tuy nhiên thì cái gậy này không mang lại sự hiệu quả vào sau đó thôi. Một khẩu M1014 chiến tranh đã giúp cho C4 có thêm một điểm nữa. Nhưng tuy nhiên thì vừa rồi có một tình huống tấn công rất nhanh chóng đến từ đối phương. Và bây giờ thì C4 sẽ cần phải hồi đủ. Không, không cần hồi. Một tình huống ngồi lút đồ quá hơ anh đến từ đối phương. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại với khu vực đảo thiên đường.
những tình huống pick đầu tốt với khẩu X-M8. Tuy nhiên thì bị tấn công từ phía bên cánh trái. C4 cũng đang cố gắng để có thể là bắn ngược trở lại, nhưng đối phương đã đứng ngược trở lại được rồi. Và bây giờ thì C4 sẽ phải đẩy vào với khẩu M1887, hạ gục được hai người. Ghi điểm rất nhanh, 3 kill được bỏ vào túi rồi. Ôi, 18 kill rồi anh em ơi. Lướt vào này. Úi giời ơi, tìm bạn tái luôn nữa. Ông nào vừa bắn đấy, ông nào vừa bắn đấy. Còn có một người nữa thôi anh em ơi, 20 kill rồi. Ở một ván đấu khác chúng ta đã được nhìn thấy C4 cầm cho mình khẩu AUG thời không. Ui, má ghê thật. MP4 à đâu, đây là khẩu MP5. Quá mải mê cứu đồng đội. Một game đấu khác chúng ta đang được nhìn thấy khẩu M1044 chiến tranh 3 chip, cộng thêm với đó là khẩu M14. Một tầm hơi lỗi, nhưng ngay sau đó đến viên thứ 4, thứ 5 thì cũng đã có những sự sửa sai. Có những người vừa mới được hồi sinh, tiếng chân là có. Bây giờ C4 đem tình huống jump shot. Đối phương không biết rằng cái mũ của mình bay đi đâu mất rồi. Úi giời ơi, nét xa đét thật anh em ạ. Tôi nói thật, đây là một trong con quái vật sử dụng khẩu súng M1044 anh em ạ. Ghê ta. Đối phương vẫn kịp cứu. Ui. Ây. Mặc cái bộ trang phục thần ma này lên, hóa hình phát, cảm giác bắn. Ui quất. Trời, anh em chờ tôi tí. Anh em chờ tôi tí, tôi xem lại cái pha đấy. Các bạn nhìn này, vút tâm qua luồng cây luôn. Ui, thẳng vào đầu của đối phương luôn mà. Rồi, ván này thì C4 đang chơi với cả bác gấu vô lý và cả Gil. Ui, theo như thông tin bác gấu có chia sẻ, đây là một team đá team à, đá stream. C4 vẫn một mình cân hết. Đẳng cấp thật. Trụm đầu với chúng tôi à. Dimitri thì cũng đi. Con Dimitri này cũng không thể làm gì được cả. Lại thêm một tình huống vút tâm thẳng vào đầu đối phương. À, chúng ta đã thấy được một combo mới, hai khẩu AWM, một tình huống pick người tốt rất nhanh. Snap rất nhanh anh em ạ. Liệu rằng chúng ta có được xem một pha gọi là no scope nào nữa không đây? Skyler được đấm vào, nhưng đối phương bị ăn ngay viên vào đầu anh em ơi. AUG 2 chip, chưa nâng lên 3. Bắn lỗi. Quay kèo à. Ê. Một tình huống thiếu chút nữa thôi thì C4 bị tự rơi vào một cái thế khó. Kỹ năng của Alok đang được sử dụng. Một kill nữa đã được bỏ vào túi mình rồi. Đối phương có Homer, những tầm này thì Homer để làm cái gì? Chrono lại được bật. Ui giời ơi, hết nước chấm thật anh em ạ. Hay này. Cố gắng để có thể luồn lách qua. Ui ôi, được không nhờ. Ui, mày quá, phát sau bắn trúng chính xác. Bắn toàn vào giáp anh em ơi. Rồi, tìa rất nhanh. À, chơi với cả người lạ anh em ạ. Tôi đến đây bạn ơi. Ngồi im nhá. Ok, vẫn chưa biết gì, chưa biết gì cả. Ôi dễ thế nhở. Ôi. C4 bắn ác thật, không cần tốn một quả keo nào ở trong cái pha giao tranh đó. Đến tận cuối thời điểm sau thì mới ấy. À, một tình huống đua xe anh em ơi. Một tình huống đua xe. Một tầm lỗi. Lại lên xe rồi. Hay này. Ôi. Liệu ăn mòn nó không sao cả. Liệu ăn mòn vẫn có thể chống đỡ được. Sửa giáp.
lên xe, di chuyển áp sát vào trong căn nhà. Có đẩy lên tầng 2 không? Trời ơi, đỉnh cao thật sự. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Full đỏ. Vẫn sẽ là full đỏ anh em ạ. Hay. Sợ thật đấy. Cái khả năng vuốt tâm vào đầu của C4 tôi thật sự là cảm thấy nể phục. Một viên đạn liên tiếp được xả ra, lại có thêm những điểm mạng hồ khác. Một bán C4 đang đi solo squad. Pick đầu tốt này. Ây 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 ây. Lướt Tatsuya bỏ chạy. Vuốt MP40 tốt. Đối phương đẩy vào với Tatsuya. Clear luôn một team. Tìm bạn tái nạn tái gầu luôn. Không chỉ riêng những khẩu shotgun mà C4 xử lý với những cái cây MP nó thật sự là quá tốt luôn anh em ạ. Những cây tiểu liên vẫn luôn là một cái thương hiệu, làm quá đẳng cấp luôn. Viên đạn có vẻ rằng đã cấu đi một cái lượng máu lớn. Tuy nhiên nhìn tình huống nhảy vào đã có bắn thẳng vào đầu. Nên nộp mạng à? Ba cứu. Thơm. Hồi máu. Rồi một trận đấu khác. Chim gõ kiến liệu rằng có cho giúp cho chúng ta nhìn thấy một tình huống vô tâm thẳng vào đầu của đối phương không đây. Đẩy lên rồi. Kèo được đặt ra. Áp sát. Và bây giờ thì úi giời ơi, mũ ba thì cũng mất. Đối phương có súng sạc nha, đối phương có súng sạc nha, sạc rất đau. Nhưng đó là một tình huống nhả súng sạc ra. 50 máu vẫn đẩy lên. Ghê thật đấy anh em ạ. Rồi có một người khác đã tới. Có vẻ muốn KSQ đến từ C4. Trời ơi, đẳng cấp thật sự anh em ạ. Trong cái cách xử lý kìa. À, đối phương có Kenta. Đâu rồi? Đây 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 đây. Ai ai. À, định cứu à, định cứu à bạn. Định cứu à bạn. Chặn keo. Chặn keo các góc các kiểu luôn. Rất nhiều keo đặt ra đến từ đối phương. Định bỏ chạy à bạn? Chạy đâu bạn? Chạy đâu bạn? Một viên nữa. Một viên nữa thôi. Ui vẫn chưa nốc à? Vẫn chưa, vẫn chưa, vẫn chưa. Ui dồi ôi, 21 máu anh em ạ. Quá căng thẳng cho màn solo vừa rồi. Ê, 9 máu, 6. Ý, lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy cái khẩu súng này. Rất ít người sử dụng cái khẩu súng này luôn. Ôi, toàn đầu anh em ạ, toàn tìm đến đầu thôi. Hay. Rất gọn gàng. Lại có thêm người này. Đối phương cũng có những khẩu shotgun. Bị chặn mất bởi quả bóng keo rồi. Bị kẹt rồi, kẹt rồi, kẹt rồi. Bắn lỗi. Bắn toàn vào chân anh em ạ. Rồi. Đây. Ơ kìa, bắn toàn lỗi thôi, bắn toàn trượt thôi anh em ơi. Bị tấn công từ hai phía, C4 sẽ bị kẹp. Ôi 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 ôi. Ôi, máu tụt rồi, máu tụt rồi, máu tụt rồi. Hay. Còn một nha, còn một nha. Khó tin thật anh em ạ. Ủa. Ui. Mỗi người hai viên anh em ơi. Trời ơi, đẳng cấp thật anh em ạ. A124 trúng rồi.
Bây giờ thì sẽ là một khẩu SK 3 chip. Nhắm shot tốt. Toàn đầu kìa anh em ơi, toàn đầu kìa. Nào, đối phương có thò ra đây không? Cổng dịch chuyển đã được sử dụng. Và bây giờ thì một cái quả keo nữa cũng đã được đặt ra. Những tình huống cố gắng nhắm shot nhưng chưa mang lại sự hiệu quả. Và bây giờ thì C4 sẽ cần phải xử lý thật nhanh trước khi đối phương cũng đã tới. 34 máu chỉ cần trúng một viên thôi. Nhưng đối phương không đoán được cái hướng đi đến từ C4. Hay này. Đứng ở trong cái vùng này là đẹp rồi. Đứng ở trong cái vùng này là đẹp rồi. Hồi máu rất nhanh nha. Cái nấm hồi máu này nó hồi rất là nhanh anh em ạ. Tốt này. Bắn vào full đáp thôi. Còn một. Hay. Ui dồi. Đi đâu đây bạn? Đi đâu anh bạn? Ai. Không cần keo luôn anh em ơi. Rồi bây giờ mấy quả keo này. Tiếp cận luôn. Chơi luôn không cần ngần ngại. Ui. Hay quá anh em ạ. Ui dồi. Lìa phát vào đầu luôn mà. Lại tiếp tục một tình huống lìa tâm. PB19 vẫn là một điều gì đó quá khủng khiếp. Đây, đối phương đẩy vào đây. Không còn đối phương nào ở đây nữa cả. Yeah, và đó đã là những màn thể hiện với trang phục thần ma đến từ C4 Gaming. Không biết anh em đánh giá ra sao và cảm nhận như thế nào? Cùng nhau comment xuống phía bên dưới để Zeker và mọi người được biết nha. Đừng quên ủng hộ cho Zeker xin một like, một comment và một đăng ký kênh. Nhớ ấn chuông thông báo, tập lần sau chúng ta sẽ gặp nhau sớm nhất có thể nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại.